hai con bò này chuẩn bị lên xe cho anh với anh khách này ở cũng về về cầu Lóc Giò. Lên xe đi luôn. Lên lên lên. Ơi. Anh ăn ăn đây. Đây lên. Đi, đi, bò đây về nuôi là ok luôn, em lựa tiễn chọn rồi anh nuôi là anh khoái luôn. Bò anh dầm mấy cái hình là anh biết là đánh giá là bò thế nào rồi. Cái vậy? Con nói gì vậy? Thì em hôm nay đi, em đi khu này anh đi. Hôm nay đi để tôi đi để không chị. Ê, ê. Ê. Quẹo quẹo lên, quẹo lên, quẹo lên. Đi, ê. Ê. Quẹo vô, đè nằm xuống. Nuôi bò mình giao cho anh khách ở An Giang với cầu Mỹ Thuận ha, là hai anh khách này anh bắt là một lô này. Chuẩn bị lên xe đi, tài xế đi giao. Anh khách này anh bắt rồi.